Nữ huấn luyện viên bóng đá 92 tuổi có tên là Maria Angelica Ramos này có thể thấp bé hơn các cầu thủ của bà. Tuy nhiên, bà không để tuổi tác khiến bà sao nhãng khỏi mục tiêu đưa cầu thủ của bà đang chơi cho đội bóng nhỏ ở thủ đô Lima, Peru lên thẳng chuyên nghiệp. Tôi đã ở đây hơn 40 năm rồi. Trước đó khi sống ở Barranco, tôi đã có một đội bóng. Sau đó tôi rời đi và tới đây. Vậy nên bạn có thể tưởng tượng tôi đã gắn bó với môn thể thao này bao nhiêu năm rồi. Với phong cách thô ráp, ngôn từ sắc sảo, đề cao kỷ luật, nữ huấn luyện viên này thu phục được tình cảm của các cầu thủ trẻ và họ gọi bà là La Vieja, có nghĩa là bà lão. Phong cách huấn luyện của bà lão đã đưa đội bóng đến nhiều chức vô địch, nhưng Ramos nói bà vẫn chưa muốn dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục cho tới khi Thượng Đế vẫn còn cho phép tôi làm điều đó. Tôi không biết nữa, có thể tôi sẽ chết trên sân bóng, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm công việc này. Bà Virginia McLaughlin có thể cần tới sự trợ giúp của quả bóng rổ này, nhưng bà vẫn có thể khiêu vũ. 2 năm trước, bà có dịp phô diễn kỹ năng của bà ở tuổi 106 khi nhảy với vợ chồng Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Tuần này, bà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 109 của bà tại một trường tiểu học ở Washington, cùng với các thành viên của nhóm Harlem Globetrotters. Tôi không biết điều gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn việc ở bên cạnh lũ trẻ và những thành viên của The Globetrotters. Đây thực sự là một niềm vui tới tận tâm can. Đây là năm thứ 3 bà McLaurin cùng với các vận động viên đến thăm các em học sinh nhân dịp sinh nhật của bà vào ngày 12 tháng 3.